luyện cái bên trong, cái áp lực bên trong cho đâu luyện cái da thịt rồng đó, nó da thịt rồng em tập thành thành lực sĩ à. Nữ đâu có thích đẹp như lực sĩ, muốn khỏe thôi chứ đâu muốn da săn lại như lực sĩ. Thấy con nhỏ mà tập chơi chuyện nó xấu lắm, tưởng là khỏe xấu hả, nhiều con tập như vậy sao giờ cái da cô đấy nó gần thầy quen với cái con nhỏ bên trung tâm yoga vùng cổ cái đó coi con nhỏ cùng tình phương chỉ nguyên nhưng mà đã tập người nó khô đấy thì là rồng lên có tóc chùi rồi nó ra nó chịu xấu lắm đối với tao với cái riêng là nó lấy hay nhưng đối với công mình làm nhà thì làm sao thì thân và hình phụ nữ ra nam là nam nữ là nữ không cần cái đô đô là kỳ trong người nó có năm loại năm dạng người với em rau roi sao làm lực sĩ được em rau roi giống như cái gì phong phú như trong mình cọp là cái bài này nữa. Đạo dẫn hả? Đạo dẫn chứ là nếu là mình thêm sự chú ý đưa máu huyết vô ngực không eo không mà cá chứ ba cái ba cái đó là để chú ý ba cái đó nó làm cho nó không đạo vô huyết giật bây giờ nó làm sao không nó chỉ là làm sao không nó là cái hơi vô chứ ở đó không có gồng cái cơ đó không có gồng nữa người nữ không có gồng cái mông nữa đẩy cái hơi không nữa gồng mông là khó vô hóa ra như người lúc này cái khó vô là mình giấu như mình biết chiếu nước lại thì cái mông cái đầu bãi mình cầm cái đầu bãi cơ là cái mình thả là cái này.